Quốc Trí mang 60kg hành lý sang Brazil thi sắc đẹp. MC, người mẫu Quốc Trí mang số vali nặng 60kg đến Brazil thi Nam Vương Du lịch Thế giới 2023. Quốc Trí cho biết mang hơn 60kg hành lý gồm quần áo, các vật dụng cần thiết. Nặng nhất trong số này là trang phục dân tộc 25kg do nhà thiết kế Tuấn Hải thực hiện. Người mẫu mặc quần khaki phối cùng áo khoác trắng ra sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 27 tháng 11. Anh chọn trang phục đơn giản vì phải bay nối chuyến hơn 40 tiếng mới đến được thành phố Salvador, Brazil, địa điểm đăng cai cuộc thi. Thí sinh Việt Nam sẽ phải bay 3 chặng, quá cảnh ở Doha, Qatar và Brasília, Brazil. Dự kiến, anh có mặt ở Salvador rạng sáng ngày 29 tháng 11, giờ Hà Nội. Quốc Trí cho biết anh phấn chấn tinh thần khi có ba mẹ, cùng người thân, bạn bè bên cạnh trước khi lên máy bay. Anh nói bản thân thấy rất hồi hộp vì lần đầu đi xa một mình và tham gia cuộc thi quốc tế. Gần một tuần ở xứ người, tôi sẽ cố gắng mang đến cuộc thi những hình ảnh tốt đẹp nhất của người Việt Nam, năng động, hiện đại, có bản văn hóa sắc riêng. Tôi sẽ cố gắng mang hình ảnh một đất nước Việt Nam xinh đẹp giới thiệu với bạn bè thế giới, anh nói. Nguyễn Quốc Trí sinh năm 1995, quê Đồng Tháp. Anh cao 1,8m, nặng 70kg. Tốt nghiệp Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, sau khi đoạt Á quân gương mặt truyền hình 2022, anh dừng công việc tiếp viên trưởng tại một hãng hàng không, hoạt động nghệ thuật với vai trò MC và người mẫu. Anh từng làm MC các chương trình Chuyện Bốn Phương, Đêm Thành Phố, Hoa Hậu Lụa Di Sản Việt Nam. Gần đây, anh đảm nhận vị trí mentor cuộc thi Micro Vàng. Mr. Tourism World là cuộc thi cho các quý ông, được tổ chức thường niên tại Philippines. Việt Nam từng có 3 thí sinh tham dự, Phạm Xuân Hiển, 2016, và Trần Mạnh Kiên, 2017, không đạt thành tích cao, Phùng Phước Thịnh, 2022, đoạt Á Vương năm. Năm nay, cuộc thi diễn ra tại Brazil từ ngày 29 tháng 11 đến 6/12. Dự kiến có hơn 40 thí sinh tham dự. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.